Tại trung tâm thị trấn Chernobyl, Ukraine, vào đêm 25 tháng 4 hàng năm, có một nghi thức rất đặc biệt. Một bức tường khổng lồ bằng thép được dựng lên. Bức tường này hình ảnh một thiên thần lớn đứng hiên ngang trên đỉnh một tảng đá, môi chạm vào chiếc kèn dài như đang tấu một bản nhạc, trong một không gian tĩnh lặng đầy ấn tượng. Theo lời nhà báo Jennifer Kinsley từ National Geographic, bức tường này chính là để gợi nhớ đến hình ảnh thiên thần thứ ba trong sách Khải Huyền, một hình tượng gắn liền với những điềm báo và sự huyền bí. Trong Kinh Thánh, ngay khi thiên thần thứ ba thổi kèn, sẽ có một ngôi sao lớn rơi xuống từ trời, làm cho nước bỗng chốc bị nhiễm độc và cái chết sẽ lan rộng chưa từng có. Và lời tiên tri này đã thật sự trở thành hiện thực tại Chernobyl. Thảm họa hạt nhân xảy ra nhiều thập kỷ trước đã để lại những hậu quả khôn lường, khiến nơi đây trở thành minh chứng sống động cho sự kinh hoàng mà lời tiên tri này mô tả. Chernobyl, cái tên này gợi lên nỗi khiếp sợ và ám ảnh về một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Vào đêm 25 tháng 4 năm 1986, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới của Liên Xô với 12 lò phản ứng đang hoạt động hết công suất vẫn đang vận hành như mọi ngày. Đêm đó, các kỹ sư tại nhà máy đang chuẩn bị cho một thử nghiệm an toàn định kỳ trên lò phản ứng số 4, một nhiệm vụ thường lệ mà không ai ngờ rằng nó sẽ dẫn đến thảm kịch. Khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng ngày 26 tháng 4, không khí trong phòng điều khiển trở nên căng thẳng và nặng nề. Công suất của lò phản ứng đột ngột giảm xuống mức thấp bất thường, thấp hơn nhiều so với mức an toàn. Trong tình trạng khẩn trương và áp lực phải duy trì hoạt động của nhà máy, các kỹ sư phần lớn đều là những người trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm, đã quyết định thực hiện một động thái đầy rủi ro. Họ rút các thanh điều khiển ra nhằm cố gắng tăng cường công suất của lò phản ứng. Hành động này, dù được đưa ra với ý định cứu vãn tình hình, nhưng nó đã vi phạm nghiêm trọng quy trình an toàn của lò phản ứng. Việc rút các thanh điều khiển đã vô tình kích hoạt một phản ứng dây chuyền, như thể một quả bom hẹn giờ đã được cài đặt sẵn trong lò. Chỉ trong tích tắc, sự cố này đã dẫn đến một thảm họa không thể đảo ngược, làm thay đổi mãi mãi không chỉ lịch sử của Chernobyl mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến toàn cầu. Thảm họa hạt nhân tại Chernobyl không chỉ là một sự kiện đau thương về mặt kỹ thuật mà còn là một bài học quý giá về sự quản lý rủi ro, sự an toàn và trách nhiệm trong các hoạt động công nghệ cao. Nó nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết phải tuân thủ các quy trình an toàn và nhận thức được những hậu quả khôn lường khi các quy tắc này bị bỏ qua. Vào lúc 1 giờ 23 phút sáng ngày 26 tháng 4 năm 1986, bất chấp những cảnh báo nghiêm trọng và sự lo lắng ngày càng gia tăng, lệnh thử nghiệm tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vẫn được tiến hành. Trong một quyết định đầy mạo hiểm, hệ thống an toàn của lò phản ứng đã bị tắt và các kỹ sư đặt cược toàn bộ sự ổn định của lò vào một thử nghiệm nguy hiểm. Họ hy vọng sẽ thu được kết quả mà không nghĩ rằng họ đang bước vào một canh bạc không thể lường trước. Ngay khi thử nghiệm bắt đầu, tình hình nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn. Một đợt tăng điện đột ngột đã làm rung chuyển toàn bộ nhà máy. Các kỹ sư nhận ra sự sai lầm nghiêm trọng của mình quá muộn. Khi họ cố gắng kích hoạt nút dừng khẩn cấp, các thanh điều khiển đã bị biến dạng do nhiệt độ cực cao và không thể xâm nhập vào lõi lò. Chỉ trong chưa đầy một phút, một tiếng nổ dữ dội đã xé tan sự yên lặng của đêm và mái nhà nặng hàng ngàn tấn của lò phản ứng bị thổi bay trong một cột lửa khổng lồ. Những mảnh vỡ kim loại và bê tông văng ra, mang theo những hạt phóng xạ chết người. Trong những giờ đầu tiên sau vụ nổ, mức độ nghiêm trọng của thảm họa vẫn chưa được hiểu rõ. Ngay cả Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô lúc bấy giờ, Mikhail Gorbachev, cũng chỉ nhận được thông tin sơ lược về một vụ nổ và hỏa hoạn tại nhà máy, không hề biết rằng lò phản ứng đã bị phá hủy hoàn toàn và phóng xạ đã lan tràn ra không khí. Boris Zhetbina, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, được cử đến hiện trường để đánh giá tình hình. Tuy nhiên, ông chỉ đến nơi 18 giờ sau vụ nổ. Sự chậm trễ trong việc đáp ứng đã khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Các quan chức địa phương vì sợ hãi và không muốn thừa nhận mức độ nghiêm trọng của thảm họa đã trì hoãn các hành động cần thiết. Chỉ sau nhiều giờ thảo luận và tranh cãi, Ủy ban của Zhetbina mới thừa nhận rằng lò phản ứng đã bị hư hại nặng và đang phát tán phóng xạ, nhưng vẫn không thể đưa ra quyết định dứt khoát về cách xử lý tình huống. Trong khi đó, những người sống quanh khu vực đã phải đối mặt với những nguy hiểm không thể lường trước và thảm họa Chernobyl dần lộ rõ sự khủng khiếp của nó.
Trong khi thảm họa đang âm thầm bùng phát tại nhà máy Chernobyl, cuộc sống ở thành phố Pripyat gần đó vẫn diễn ra như bình thường. Người dân nơi đây hoàn toàn không hay biết về mức độ nghiêm trọng của tình hình. Dù những chiếc xe tải đang phun bọt để làm sạch đường phố, không có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy một thảm họa hạt nhân khủng khiếp đang gần kề. Thậm chí, không có thông báo nào về sự nguy hiểm đang xảy ra chỉ cách đó vài cây số. Phải đến gần nửa đêm ngày 26 tháng 4, chính quyền mới ban lệnh sơ tán, thông báo cho người dân cho biết rằng họ chỉ cần rời khỏi thành phố trong vài ngày, nên hầu hết mọi người chỉ kịp mang theo rất ít đồ đạc. Không ai có thể tưởng tượng rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ đứng trên mảnh đất quê hương của mình. Tình hình chỉ thực sự bị phơi bày khi Thụy Điển phát hiện ra mức độ phóng xạ bất thường và yêu cầu giải thích từ Liên Xô. Vào ngày 28 tháng 4, Kremlin mới chính thức công nhận thảm họa Chernobyl với cộng đồng quốc tế. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Năng lượng Hạt nhân Hoa Kỳ, vụ nổ đã ngay lập tức cướp đi sinh mạng của 31 kỹ sư có mặt tại nhà máy. Những đám mây phóng xạ vô hình đã lan rộng khắp khu vực, âm thầm đầu độc hàng ngàn người dân. Trẻ em với hệ miễn dịch còn non nớt và tuyến giáp nhạy cảm trở thành những nạn nhân dễ bị tổn thương nhất. Theo báo cáo của Ủy ban Khoa học Liên hợp Quốc tế về ảnh hưởng của bức xạ nguyên tử, gần 20.000 trẻ em dưới 18 tuổi đã mắc ung thư tuyến giáp sau thảm họa. Đây là một con số đau lòng, phản ánh những hậu quả lâu dài và sâu rộng của sự cố Chernobyl. Tuy nhiên, tác động của thảm họa Chernobyl không chỉ dừng lại ở những căn bệnh thể xác như ung thư, nó còn để lại những vết thương tâm lý sâu sắc cho cả một thế hệ. Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu Năng lượng Hạt nhân Hoa Kỳ, những người lính cứu hỏa dũng cảm, những người đã liều mình chống chọi với sự bùng phát của đám cháy và phóng xạ, không chỉ phải đối mặt với sự khắc nghiệt của công việc cứu hộ, mà còn với những tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Những người này đã phải chứng kiến những cảnh tượng đáng sợ và chịu đựng áp lực khủng khiếp trong việc ngăn chặn thảm họa mở rộng. Họ đã hy sinh sức khỏe và an toàn của mình vì một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Sau khi sự kiện kết thúc, nhiều người trong số họ không thể trở lại cuộc sống bình thường. Các triệu chứng như lo âu, trầm cảm và căng thẳng sau chấn thương đã trở thành phần không thể tách rời trong cuộc sống của họ. Những vết thương tinh thần này đã dẫn đến việc nhiều cựu chiến binh cứu hỏa tìm đến rượu và ma túy như một cách để đối phó với nỗi đau và những ký ức ám ảnh. Việc sử dụng chất kích thích không phải là sự lựa chọn dễ dàng, mà là một phương tiện mà họ tìm thấy để giảm bớt cơn đau tinh thần và cảm giác bất lực. Điều này phản ánh một phần của sự tàn phá mà thảm họa Chernobyl đã để lại, không chỉ là về những ảnh hưởng vật lý, mà còn về tác động sâu rộng đến tâm lý và cảm xúc của những người đã đứng ra chiến đấu trong những giờ phút đen tối nhất. Cơn ác mộng từ thảm họa Chernobyl không chỉ kết thúc sau khi các đám mây phóng xạ đã lắng xuống. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Năng lượng Hạt nhân Mỹ, trong những năm tiếp theo, khoảng 220.000 người đã phải rời bỏ quê hương của mình, nâng tổng số người di tản lên tới 335.000 người. Những đoàn người dài dằng dặc mang theo nỗi đau mất mát và sự bất định, bắt đầu hành trình về một tương lai không rõ ràng. Họ phải rời bỏ cuộc sống và cộng đồng mà họ đã gắn bó lâu dài để đối mặt với một cuộc sống mới đầy khó khăn và thiếu thốn. Trong khi đó, thông tin về thảm họa bị kiểm soát nghiêm ngặt dẫn đến việc nhiều tin đồn và thuyết âm mưu bắt đầu xuất hiện. Những câu chuyện kỳ lạ về sự ảnh hưởng của bức xạ nhanh chóng lan truyền. Theo tổng hợp từ Newsweek, người ta bắt đầu đồn thổi về các sinh vật bị đột biến. Những con cá không có đầu hay đuôi trôi nổi trên mặt hồ. Những con chim với bộ lông kỳ dị và các loài động vật với hình dạng méo mó. Những câu chuyện này không chỉ phản ánh nỗi lo lắng và sợ hãi của người dân, mà còn tạo ra một không khí hoang mang và nghi ngờ. Thậm chí sự nghi ngờ không chỉ dừng lại ở các hiện tượng tự nhiên. Một số người bắt đầu đặt câu hỏi về việc liệu chính phủ Liên Xô có biết trước về thảm họa hay không. Một số giả thuyết cho rằng thảm họa không phải chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên, mà là kết quả của một thí nghiệm bí mật được giấu kín. Trong cuốn sách nổi tiếng Voice of Chernobyl, The Oral History of Nuclear Disaster của tác giả Belarusian Svetlana Alexeyevich đã ghi lại câu chuyện của những người tin rằng chính phủ đã cố gắng che giấu mức độ nghiêm trọng của thảm họa để tiếp tục các thí nghiệm bí mật. Họ cho rằng những người bị nhiễm phóng xạ nặng đã bị đưa đến các trại bí mật, nơi họ bị theo dõi và thậm chí bị chôn sống để che giấu sự thật về tình trạng của họ. Những thuyết âm mưu và tin đồn này không chỉ làm tăng thêm nỗi hoang mang và bất an của cộng đồng,
mà còn phản ánh một sự thiếu minh bạch và niềm tin vào chính quyền. Thảm họa Chernobyl không chỉ là một bài học về sự quản lý rủi ro và an toàn hạt nhân, mà còn là một nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin chính xác và công khai để duy trì lòng tin của công chúng trong những tình huống khẩn cấp. Trong bối cảnh của thảm họa Chernobyl, những câu chuyện kỳ bí và thuyết âm mưu tiếp tục phát triển, làm phức tạp thêm bức tranh về sự kiện đau thương này. Một số người bắt đầu tin rằng cư dân của các thị trấn bị ảnh hưởng bụi phóng xạ đã bị đưa đến những khu vực xa xôi ở Siberia. Theo những tin đồn này, họ bị buộc phải sống trong các trại lao động khắc nghiệt, nơi họ bị cô lập và bóc lột sức lao động trong điều kiện vô cùng tồi tệ. Những câu chuyện này không chỉ phản ánh sự lo lắng và bất an của người dân, mà còn làm gia tăng nỗi đau và sự hoài nghi. Bên cạnh những câu chuyện về những người lao động bị đối xử tồi tệ, có một số câu chuyện còn kỳ lạ hơn liên quan đến những đĩa bay bí ẩn. Những câu chuyện này dấy lên nghi vấn về sự can thiệp của người ngoài hành tinh vào vụ nổ tại Chernobyl. Một số người tin rằng những sinh vật ngoài hành tinh có thể đã thực hiện những thí nghiệm bí mật tại nhà máy, hoặc thậm chí rằng vụ nổ này là một phần trong một kế hoạch lớn hơn. Trong cuốn sách của mình, Voice of Chernobyl, The Oral History of Nuclear Disaster, tác giả Svetlana Alexeyevich ghi lại nhiều câu chuyện kỳ lạ từ những người sống sót và cư dân địa phương. Một trong những câu chuyện đáng sợ nhất là về những đứa trẻ sinh ra sau thảm họa, với tin đồn rằng chúng có chất lỏng màu vàng thay vì máu, một chi tiết kinh hoàng không thể giải thích. Tuy nhiên, nhà văn người Mỹ Andrew Quallen lại có cái nhìn hoài nghi về những câu chuyện này. Ông cho rằng những huyền thoại và tin đồn này thực chất phản ánh nỗi sợ hãi và sự hoang mang của người dân trước những hậu quả chưa được hiểu rõ của bức xạ. Theo Quallen, những câu chuyện này không phải là sự thật, mà là cách mà con người tìm cách giải thích những điều không thể giải thích trong hoàn cảnh khó khăn. Trong khi các cuộc tranh luận về thảm họa Chernobyl tiếp tục, một giả thuyết gây sốc đã được nêu ra bởi Fedor Alexandrovich, một nghệ sĩ người Ukraine. Fedor tin rằng vụ nổ tại Chernobyl không phải là một tai nạn thông thường, mà là một màn kịch được dàn dựng công phu. Ông bị ám ảnh bởi một âm thanh kỳ lạ mà ông tin là vũ khí bí mật của Liên Xô, được sử dụng để gây nhiễu thông tin liên lạc của phương Tây trong những năm 1980. Âm thanh này đã kích thích Fedor quyết tâm tìm ra sự thật đằng sau thảm họa. Ông dành nhiều năm để nghiên cứu, phỏng vấn các nhân chứng, thu thập tài liệu và tìm kiếm bằng chứng nhằm chứng minh giả thuyết của mình. Cuộc hành trình của ông đưa ông đến những góc khuất nhất của lịch sử Liên Xô, gặp gỡ các cựu quan chức KGB và khám phá các bí mật về thí nghiệm quân sự bí mật. Câu chuyện về Fedor Alexandrovich đã thu hút sự chú ý lớn từ các nhà làm phim và truyền thông. Theo nhà báo Charlie Phillips từ tờ The Guardian, Fedor đã trở thành nguồn cảm hứng cho đạo diễn Jack Garcia, người vào năm 2015 đã cho ra mắt bộ phim tài liệu Chim gõ ký Nga. Bộ phim tập trung vào hệ thống radar Duga, siêu bí mật của Liên Xô, nằm cách nhà máy Chernobyl chỉ vài cây số. Fedor tin rằng Duga không chỉ đơn thuần là một hệ thống radar, mà còn là một phần của một thí nghiệm quân sự bí mật, có thể đã góp phần vào việc gây ra thảm họa. Bộ phim của Russia ngay lập tức gây chấn động và nhận được nhiều giải thưởng tại liên hoan phim Sân Đen. Tuy nhiên, mặc dù bộ phim đã tạo ra một làn sóng chú ý lớn, chính phủ Nga vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về nội dung phim. Đáp lại, đài truyền hình NTV của Nga đã phát sóng một loạt phim ngắn về Chernobyl với giả thuyết rằng CIA có thể đã can thiệp vào vụ nổ. Loạt phim này dựa trên các tài liệu giải mật từ thời kỳ chiến tranh lạnh và các lời kể của nhân chứng, cho rằng CIA đã cài cắm điệp viên vào nhà máy Chernobyl với mục đích phá hoại nhằm làm suy yếu Liên Xô. Một trong những điểm nổi bật trong loạt phim là sự xuất hiện của một nhân vật bí ẩn được cho là điệp viên CIA. Nhân vật này được mô tả là một chuyên gia về hạt nhân, có khả năng thâm nhập vào hệ thống điều khiển của nhà máy và gây ra sự cố. Loạt phim cũng đưa ra các bằng chứng cho thấy CIA đã thực hiện nhiều hoạt động tình báo và phá hoại nhằm vào Liên Xô, bao gồm việc thu thập thông tin về chương trình hạt nhân của Liên Xô, cài cắm điệp viên và thực hiện các chiến dịch tuyên truyền. Mặc dù loạt phim đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng và làm dấy lên nhiều câu hỏi, nó cũng gặp phải không ít chỉ trích.
Một số ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là một nỗ lực của Nga nhằm bảo vệ uy tín và đánh lạc hướng dư luận khỏi những sai sót trong quản lý nhà máy Chernobyl. Theo nghiên cứu của Cole Schmidt, một nghiên cứu sinh tại Đại học Swarthmore, thảm họa Chernobyl thật sự là kết quả của một chuỗi các sai lầm kéo dài, bắt nguồn từ những quyết định sai lầm của các nhân viên tại nhà máy. Nghiên cứu của Schmidt nhấn mạnh rằng, việc kiểm soát kém và các quyết định không chính xác trong quản lý an toàn đã dẫn đến thảm họa. Những nỗ lực nhằm đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài, như sự can thiệp của CIA, có thể là cách để chuyển hướng sự chú ý khỏi những thiếu sót nghiêm trọng trong hệ thống quản lý nội bộ của nhà máy. Cuộc tranh luận xung quanh Chernobyl không chỉ là về việc xác định nguyên nhân của thảm họa, mà còn là về việc hiểu rõ những tác động và bài học cần rút ra từ sự kiện đau thương này. Trong phân tích của Cole Schmidt, ba sai lầm nghiêm trọng đã dẫn đến thảm họa Chernobyl. Mỗi sai lầm đều góp phần làm trầm trọng thêm tình hình. Đầu tiên, bài kiểm tra dự kiến diễn ra vào ban ngày đã phải hoãn lại đến đêm khuya do yêu cầu từ hệ thống lưới điện. Sự trì hoãn này đã dẫn đến việc tích tụ xenon, một sản phẩm phụ của phản ứng hạt nhân, trong lõi lò phản ứng. Xenon là một chất cản trở các phản ứng hạt nhân, khiến cho lò phản ứng trở nên rất dễ bị mất kiểm soát khi phản ứng trở nên không ổn định. Sai lầm thứ hai là việc các kỹ sư đã tắt hệ thống làm mát khẩn cấp ECCS trong suốt quá trình kiểm tra. ECCS là một phần thiết yếu trong hệ thống an toàn của lò phản ứng, có nhiệm vụ bơm nước làm mát vào lõi lò khi gặp sự cố. Việc tắt hệ thống này đã làm mất đi cơ chế an toàn cuối cùng để ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ, khiến lò phản ứng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nhân vật trung tâm trong vụ việc là Anatoly Dialot, kỹ sư trưởng của lò phản ứng. Dialot nổi tiếng với tính cách mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng cũng không thiếu phần bảo thủ và cứng nhắc, đã giữ vai trò chính trong việc giám sát thử nghiệm vào đêm định mệnh đó. Theo trang History, Dialot đã thể hiện sự không linh hoạt khi các nhân viên vận hành báo cáo về nhiều dấu hiệu bất thường từ lò phản ứng. Ông hoàn toàn tin tưởng vào sự an toàn của lò phản ứng RBMK của Liên Xô và đã gây áp lực lớn lên các nhân viên, thậm chí mắng nhiếc và đe dọa họ khi họ tỏ ra lo lắng. Quyết định của Dialog đã đẩy lò phản ứng vào tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng khi các nhân viên cố gắng điều chỉnh tình hình bằng cách đưa các thanh điều khiển vào lò thay vì làm giảm phản ứng hạt nhân. Điều này lại dẫn đến sự gia tăng phản ứng, gây ra một chuỗi vụ nổ và cuối cùng là thảm họa hạt nhân. Sau thảm họa, Dialot bị kết án 10 năm tù vì vi phạm quy định an toàn hạt nhân. Tuy nhiên, ông luôn khẳng định rằng mình không phải là người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho thảm họa. Dialot chỉ ra rằng lỗi thiết kế của lò phản ứng và sự thiếu minh bạch của chính phủ cũng là những yếu tố quan trọng góp phần vào thảm họa. Ông tin rằng việc thiếu thông tin đầy đủ và sự che giấu thông tin từ phía chính phủ đã làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn, làm dấy lên câu hỏi về trách nhiệm không chỉ của các cá nhân mà còn của cả hệ thống quản lý và thiết kế. Việc chuyển hóa vụ tai nạn hạt nhân Chernobyl thành một chủ đề đầy thuyết âm mưu không phải là điều ngẫu nhiên mà phản ánh những diễn biến lịch sử và xã hội phức tạp của thời kỳ đó. Giáo sư Sherry Brocky từ Đại học Harvard giải thích rằng ngay sau thảm họa, chính quyền Liên Xô đã không cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời về nguyên nhân, mức độ nghiêm trọng và hậu quả của vụ nổ. Sự thiếu minh bạch này đã tạo ra một khoảng trống thông tin lớn, khiến người dân không có đủ dữ liệu chính xác và dễ dàng bị lôi cuốn vào những đồn đoán và thuyết âm mưu. Trong bối cảnh này, các bộ phim tài liệu và chương trình truyền hình như Chim gõ kiến Nga và loạt phim của đài MTV đã góp phần tạo ra nhiều góc nhìn khác nhau về thảm họa. Dù những tác phẩm này cung cấp cái nhìn sâu rộng và nhiều chiều về sự kiện, chúng cũng thường mâu thuẫn với thực tế và làm tăng thêm sự nhầm lẫn. Sự khác biệt trong các cách tiếp cận này không chỉ phản ánh những phân cực quan điểm giữa các quốc gia và nền văn hóa, mà còn làm cho công chúng gặp khó khăn trong việc phân biệt đâu là sự thật. Thảm họa Chernobyl không chỉ là một vụ tai nạn hạt nhân đơn thuần, nó còn là một biểu hiện của những vấn đề sâu xa hơn trong hệ thống chính trị và xã hội của Liên Xô thời bấy giờ. Các thuyết âm mưu, dù có thể đúng hay sai, đều phản ánh sự bất mãn và nghi ngờ của công chúng đối với những người có thẩm quyền. Chúng thể hiện nhu cầu sâu sắc của xã hội trong việc tìm kiếm những lời giải thích thỏa đáng cho một sự kiện đau thương
và đầy tranh cãi. Dù không có bằng chứng cụ thể để chứng minh tính chính xác của các thuyết âm mưu, những câu chuyện này vẫn tiếp tục được lan truyền và trở thành một phần không thể thiếu trong câu chuyện về thảm họa Chernobyl, làm cho câu chuyện này càng thêm phức tạp và gây nhiều tranh cãi.